chào mọi người. Mọi người đang xem video này của tôi và quan tâm đến con vật này thì hãy theo dõi tôi làm nhé. Mọi người theo dõi nha. Cầm một cặp thế này, ta là làm ở dưới vòi nước chảy, thả nó từ từ. Nên làm ở dưới vòi nước chảy. Và ta là khỉ một đoạn này, rồi đoạn này. Thì ta cầm thế này, bóc cái lớp này ra, bóc cái vỏ ngoài của nó ra, bóc hết cái phần trên này. Thì như là muốn lấy chắc thân tế thì ta cắt. Còn muốn lấy nguyên con thì ta lại tở, thì ta lại cho nên làm bỏ cái vỏ để xem. Nhưng mà nhớ là phải làm cái vòi nó chảy. Khi mà ta khửa xong rồi thì ta bóp ngoài nó chảy, ta bóp đi. Nếu mà ta muốn lấy tiếp nguyên con thì ta bóp tiếp, bóp phần dưới. Mà còn không thì ta lấy các cái phần này. Cho đoàn này đi nha, đoàn này đi sạch sẽ. Mình lấy là coi như là ta coi như là cắt phần nào được, ta dùng kẹo được cả. Đấy, an toàn nhất để cắt phần này. Đó, một cái phần này cũng được. Đó, cái phần kia bỏ. Mà con muốn lấy nguyên con thì ta cũng làm thế, cùng cứ khửa một đoàn là chúng ta cùng lấy. Làm thì vòi nó chạy. Tiếp tục ta đi lợp tiếp. Bây giờ ta kiểm tra xem có phi mất đấy không. Đây là trứng. Đây kia là cái mất của nó này. Ta kiểm tra xem coi thử có mất đấy không. Mà đang còn có mật thế này là an toàn, mà không có mật thì không an toàn. Trong cái nội tạng của con cáo, cái mật là một này, gan là hai này, là gan nó này, thứ ba là trứng này,
tưởng của nó này. Đấy. Mật này, gan này, tưởng này, da và mũ là hệ độc nhất, cực kỳ độc. Cho nên khi làm con gáo mà đang còn có thấy cái mặt thì là an toàn. Đấy. Mà không thể mặt thì ta quăng, vạt bỏ. Đấy. Nội tạng con gáo là vạt hết, không làm cái gì. Đây là người con. Còn không thì mọi người lại chắc chắn cái này không được. Bây giờ chúng ta kiểm tra con mắt hay không? Mắt này. Gan này. Đây. Cực độc. Đây, cái da của nó. Da, mũ, trứng, mật và gan đều là những chất độc, cho nên chúng ta phải vứt bỏ hết. Thì mọi người là mật cóc là có hai loại mật. Đây là mật cóc đen, con cóc đen. Còn đây là mật con cóc vàng, cóc tía. Hai loại khác nhau. Gan cũng khác, gan của con cóc tía là cóc vàng này. Gan của nó này, trứng của nó này. Đấy. Mật của nó này. Màu khác mà là nhỏ. Con cọc đen thì mật của nó có là màu đen. Cho nên hai cái mật nó khác nhau. Mọi người nhớ. Một khi thấy cái mật là tốt, là cái là an toàn. Mình chưa làm bể mật. Mà làm bể mật thì là không được. Một mật con cọc đen. Một mật con cọc vàng. Hai cái mật nó khác nhau. Gan cũng khác, gan con này nó đen hơn. Gan của mật con cọc đen, nó đen hơn. Mà gan con cọc tía, gọi là cọc vàng ấy, thì nó lại đỏ hơn, đậm hơn. Đấy, những điều là độc bằng á hết. Đấy, mọi người nhớ đấy. Mật cọc vàng, mật cọc đen, hai con này đều là cái cả. Mình khác nhau thế.